Nhìn người ta kìa, đi làm để phụ lo cho gia đình. Còn nhìn ông nhà tôi, tối ngày ăn xong rồi nằm mì ra đó. Rảnh rỗi thì đi vòng vòng ngoài đường. Nhìn con có thấy chán không kìa. Làm gì chán? Bà không có hiểu cái tâm tư của tôi gì hết. Dòng tới dòng lui không có cái nghề nào phù hợp với tôi gì hết. Nằm đây chứ suy nghĩ coi, có cái nghề nào phù hợp mới đi làm chứ bà. Ông làm như cả cái thiên hạ này không có gì để cho ông làm hết trơn á. Sao người ta làm được, ông làm không được? Ai làm gì được? Ai? Bà nói cái làng này nữa hả? Làng này sao so bì với tôi được? Đúng rồi, ai mà so được với ông. Ông làm biến quá mà. Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng coi. Gì? Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với tôi. Ủa bà ngộ không? Ủa nằm dậy bộ điếc lỗ tai hay gì không nghe được, phải ngồi dậy. Thiệt tình, có mỗi cái chuyện ngồi dậy nói chuyện để cho đàng hoàng thôi mà cũng không làm được nữa. Vậy có chán không chứ? Tôi nằm dậy đó, nói nghe được rồi nghe. Ngồi dậy. Nằm được rồi. Rồi bây giờ có ngồi dậy không? Làm gì? Bây giờ có ngồi dậy không? Gì hả? Dạ. Giờ bà lấy nước sôi làm gì vậy? Bà tính luộc tôi hay gì vậy? Tính luộc tôi hả? Ngồi rồi đó. Bây giờ á, ông làm sao á mà cho người ở trong cái làng này nè, ông nhìn đi, người ta đổi một cánh nhìn vào ông coi, người ta không còn khi dễ ông nữa coi. Vậy ai? Thằng nào con nào dám mà đứng ra đây khi dễ tôi? Tôi làm gì khi dễ tôi? Ông đâu làm gì cho người ta khi dễ đâu. Vậy trời đất ơi, coi thử coi, ở cái làng này nè, ai đứng ra so bì với tôi hả? Ai so sánh được với tôi không? Đúng rồi, trời ơi, ông hơn người ta hết luôn á. Sao nữa? Hơn, ông được cái ông lùn hơn người ta nè. Ông lối hơn người ta nè. Đặc biệt là ông còn làm biến hơn người ta nữa nè. Nè, đừng có được đằng chân lưng đằng đầu nha. Bà đừng có sỉ nhục tôi nghe. Bà biết gì? Bà muốn sao? Bà nói ai làm biến? Không có nhiệt tôi ở nhà. Rồi bà bây giờ bà muốn tôi làm cái gì? Quá đáng, xúc phạm tôi. Tức thiệt chứ. Cái cây để đây đâu. Nè, muốn gì? Giờ nói chuyện nghe chơi. Bây giờ á, ông mà muốn tôi tôn trọng ông á, muốn cái làng này nó tôn trọng ông đó, ông làm ơn làm phước, ông bước ra đường ông học cái nghề nào đó được không? Ông học cái nghề đi rồi ông về đây ông nói cái gì tôi nghe cái đó được chưa? Vậy tôi học được nghề. Nói gì bà nghe đó. Đúng. Tôi ước có cái gì mà ghi lại cái lời nói này nè, rồi lưu giữ lại, mai mốt tôi xả ra nghe coi có cãi tôi. Được rồi, bà hứa nha, mai mốt mà tôi có cái nghề rồi tôi bước về đây mà bà nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhìn mà nửa con mắt là tôi đạp đầu bà xuống địa. Rồi đừng nói tôi nghe. Tôi cũng ước gì ha, tôi có một cái gì đó để tôi ghi lại lời nói này của ông. Thôi để tôi ghi vô đây. Ông mà ông học chưa thành nghề mà ông bước về đây ha, là tôi nhấn cái đầu ông xuống dưới địa. Câu này nghe quen dữ trời. Ông mới nói đó. Quá đáng thiệt. Được. Mà để đó rồi coi. Tôi sẽ học thành nghề. Mà trố con mắt lên mà coi. Tôi chờ ông. Ông mà không học được ông đừng có về đi nữa nghe. Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết. Nãy biết vậy đừng có mảnh mỏ với bả được đâu. Giờ hứa với bả đi học nghề. Học nghề gì? Ai thông minh chỉ cho tôi cái nghề gì coi. Học nghề cũng phải tốn vài tháng, ít nhất là vài năm. Thời gian học dài như vậy, đâu thời gian đâu nghỉ. Ngu thế ơn. Rồi học nghề gì? Học cái gì mà có tiền lẻ liền mới được chứ. Tức ghê luôn. Mạnh mỏ làm cái gì không biết. Ủa, ê, rớt đầu Quỳnh ơi. Rớt đầu. Nè, đồ tại gì mà rớt đầu. Bỏ đuôi hả? Trời, đâu có gì vậy? Rồi còn ai nữa không? Chạy quá vậy. Cái gì vậy trời? Ê, có thấy cái thằng mà ốm ốm mà nó cao cao, mặc áo mà nâu nâu, mới chạy ngang qua không? Phải này không? Tôi cao hơn nó mà. Ủa vậy hả? À, anh nhớ đâu, nó chạy hồi nãy
nó chạy lại đây, nó chạy mút chỉ đằng kia, trong cái ông mặc đồ đen à, đụng té xuống đây, rồi cái ông bay qua đầu cái chạy. Khúc đó không quan trọng, bơi qua sông, bắt nó, mau lên, bơi đi. Bắt nó qua sông, nó đâu có qua sông. Chứ sao? Nó chạy đường nào? Nó chạy theo đường đất thôi. Ừ rồi, đường này đúng không? Đi lẹ đi, để nó chạy xa, có gì không kịp. Chưa đâu, tạm thôi. Trời đất ơi, cái ông này. Ê, ê, đa tạ nghe. Đa tạ nha. Đi. Ừ. Con nhà gia giáo thấy cưng ghê. Ủa là sao? Con nhà gia giáo mà sao cầm hai cái cây? Rồi cái ủa là sao? Ủa cái này là gì? Quá. Quá. Vàng. Vàng hả? Vàng cứ cung vàng. Đa tạ huynh. Đa tạ huynh đã giữ đồ giúp ta nha. Cái gì giữ đồ giúp? Này, cái này là của ta. Ta vừa mới nhờ huynh cầm giùm mà. Ủa vậy thả đây là để tôi cầm giùm hả? Ông mới làm rớt hả? Ê, huynh. Gì? Hai thằng kia nó nói huynh là gì vậy? Ăn trộm. Bên người ta. Ê, ăn. Ê, shh, shh. Nói nhỏ một chút. Nói nhỏ giùm ta một chút nha. Lát ta chia cho. Ủa ăn trộm hả? Ừ. Ăn trộm là cái biệt danh hay là cái nghề hả? Cái nghề. Cái nghề này kiếm tiền nhiều vậy đó hả? Kiếm tiền có dễ không? Rất là dễ. Rất dễ. Ừ. Mà rất là nhàn. Rất dễ và rất nhàn. Ừ. Dạ còn lại huynh không nghe người ta nói sao? Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm hay sao? Không quan trọng. Và quan trọng bây giờ đệ nè, đệ rất cần một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm nè. Có tiền là được rồi. Dạ sư phụ. Xin sư phụ nhận con một lại. Nhận con làm đồ đệ nghe sư phụ. Nè huynh. Nhận con làm đồ đệ nghe sư phụ. Dạ con lại sư phụ nghe sư phụ. Được không sư phụ? Để quỳ hoài sư phụ. Giúp con sư phụ. Đau dò con sư phụ. Con lại thêm cái nữa nghe sư phụ. Thôi được rồi. Cái gì? Dù gì lúc nãy huynh đây cũng đã có công giúp ta giữ cái đồ này. Dạ đúng rồi sư phụ. Con giữ á. Con giữ chứ không ai quỷ kia lấy rồi. Ta chấp nhận ngươi làm đệ tử của ta. Chấp nhận con làm đệ tử á? Đúng rồi. Trời ơi. Dạ con đập đầu xuống đây quỳ lại thầy cái thứ ba. Dạ cảm ơn sư phụ. Dạ dập cái thứ tư. Mai mốt có đám khỏi đưa. Dạ lỡ có lên bàn thờ cũng đỡ thấp nhang. Dạ ta phải giấu kỹ cái thứ quan trọng này mới được. Vậy thứ này quan trọng lắm. Ngày mai cuộc đời mình sẽ lên hương và sung sướng nữa. Con này bị khùng hả? Cục đỏ đỏ mà lên hương. Chắc lên hương bàn thờ. Con này điên á. Bây giờ dạ. Có việc để cho ngươi làm rồi đó. Làm gì cho phụ? Ngu. Mày hả bưởi? Mày la cái gì vậy? La vậy cho người ta biết con không có bị ăn đòn. Đồ khùng. Thế kệ con đi. Nhưng mà sư phụ kêu con làm gì chưa hiểu nè nè. Mày đang học cái gì đây? Dạ học ăn trộm. Ăn trộm? Thì bây giờ mày phải đi trộm đồ. Đi theo tao. Đi. Dạ đi. Đi lẹ lên. Dạ đi. Từ giờ đi. Là đi ăn trộm xuống ghê. Tên này lẹ lên. Đi trộm đồ người ta mà để mất dép là lỗ chết rồi. Đi. Dạ. Cái bao khâu nó to quá. Ừ, biết rồi. Đó, thấy cái thứ mà ta đang cầm không? Lấy gì thầy? Cái thứ mà đỏ đỏ đó, thấy không? Bây giờ, ngươi đi vô lấy đi. À, rồi. Đúng hả? Cái lỗ nhỏ xíu sao mà chui nó phải treo qua chứ. Nhẹ nhẹ. Lẹ lên.
Ngươi làm cái gì vậy? Mọi người đang chậm. Dạ thỉnh thầy. Tao có lời khen cho mày đó. Mới lần đầu mà đã làm được như vậy. Mời thầy. Rất là tốt. Dạ, tôi đổi ơn lời khen của thầy. Dạ kính thưa thầy, hôm nay là một cái thành quả đầu đời trong sự nghiệp ăn trộm của con. Con muốn kính cẩn dâng lên thành quả này với thầy. Dạ mong thầy đừng từ chối. Có như lời tri ân của một thằng học trò gửi đến thầy. Dạ đội ơn thầy đã cho con một cái nghề, một cái nghề kiếm tiền nhàn hạ ở trên cõi đời này. Thôi mày, đừng làm trò hề nữa mày. Dạ không có phải trò hề, cái này là lễ dân. Dạ lễ dân là con phải dâng lên một cách đàng hoàng tử tế, chứ không mai mốt thầy lại chửi con là cái đồ mất dạy. Dạ con xin kính cẩn dâng cho thầy. Dạ thầy thấy thành quả của con bự không? Đấy, chè ngơi, cái gì đây? Cái thùng quần hả mày? Thì ra là một sợi dây thun quần. Mới đầu tiên đi ăn trộm mà hốt được cái dây thun quần. Nhóc thiệt, trời ơi. Vậy mà sao bà giấu giấu diếm diếm, làm đâu con tưởng nó dây vàng. Xui xẻo vậy trời. Mày kém quá. Mày rất là kém. Chàng ơi, trên đời tao chưa thấy thằng ăn trộm nào mà kém như mày. Dạ thưa thầy, không phải tại con kém. Người ta nói trò kém là do thầy dở. Dạ người ta trách là trách thầy chứ không có trách trò. Mày nói cái gì? Tao ăn trộm. Dạ. Tuy thất học nhưng mà tao cũng biết câu thành ngữ nha mày. Dạ. Tôn sư trọng đạo. Dạ. Không thầy đố mày làm nên. Dạ không thầy đố mày làm nên. Là không không mày đố thầy làm nên đó. Tao làm nên nhưng mà mày không làm nên đó. Dạ con làm nên cái thùng quần rồi nè. Dạ thầy dạy sao con lụm được cái thùng quần rồi đó. Thầy dạy chứ đâu phải con tự lụm đâu. Chàng ơi, mày ăn trộm thì cùng lắm mày ăn trộm con gà, con chó. Hơn chút nữa thì mày ăn trộm ngân lượng, trộm vàng, trộm bạc. Còn đây, mày đi ăn trộm cái thùng quần. Thầy nói hay quá. Giờ ví dụ giờ thầy nhìn người ta đi. Đó, thầy ban vô nhà người ta đi. Rồi thầy biết nó để chỗ nào, vàng chỗ nào, tiền chỗ nào, gà chó chỗ nào mà biết không? Trời ơi, thấy nó giấu cái đó là biết cái đó quý. Nó giấu giấu diêm diêm vui vui vậy nè. Biết cái đó quý rồi mình giật nó ra. Trời đất ơi, tự nhiên người ta giật lại. Nó đỏ cỡ này nè, ai không nghĩ nó quý không? Này nó quý nó mới giật lại cho. Ai nghĩ nó là thùng quần? Này đâu phải lỗi do con. Thôi, tao với mày không hợp làm ăn với nhau. Thầy... mày đi kiếm nghề khác mà mày làm đi. Ô thầy khoan. Cái gì nó cũng phải từ từ. Có gì đâu nóng. Thầy giận con. Thầy mới ngày đầu con không học học thành quả. Ngày sau mà con học con làm từ từ. Thầy sao mà gấp quá vậy? Thầy thông cảm cho con nghe thầy. Mày nhìn tao nè. Dạ. Tao 20 năm trong nghề ăn trộm nè. 20 năm trong nghề ăn trộm. Mày làm tao mất mặt quá. Bớ người ta 20 năm ăn trộm nè. Cấm miệng. Mày cũng vừa mới ăn trộm ra với tao đó. Quên. Không có. Dạ, vậy thì không sao thầy. Thầy 20 năm con mới 20 giờ à. Làm sao bằng thầy được. Thầy cứ từ từ rồi con sửa theo thầy. Thôi, tao không nói nữa. Mày đi kiếm người khác mày làm đi. Trời ơi thầy, tự nhiên thầy dắt con ra giữa chợ bỏ ngang vậy thầy. Cái thân tao nè, còn nằm ngoài chợ á. Huống chi mày. Trời ơi thầy ơi, giờ tính sao thầy? Giờ có ngày học mà thầy nỡ lòng nào không nhận con làm đệ tử nữa sao thầy? Thôi, bây giờ mày tự lo đi. Vậy rồi giờ tình nghĩa thầy trò mình tính sao thầy ơi? Từ giờ, tao, mày không còn thầy trò gì hết. Tao đi đây. Rồi giờ mày tính sao? Mày mới kêu cái gì đó mày? Không thầy trò nữa, mày tao đi. Mày hổn. Mày mới hổn á. Cái thằng này tao, mày tao nể mày bằng thầy, tao kêu mày bằng thầy thôi. Nhìn mặt mày với mặt tao ai già hơn? Chẳng qua tao kiếm tiền dở hơn mày thôi mày. Mày giờ mày, hết thầy trò rồi mày tao đó. Mày ngon á. Mày tự lo cái thân mày đi.
Tao đi đây. Đây đây. Mặt luôn. Mình ngu. Thằng khốn nạn thiệt chứ. Tự nhiên giận thầy trò kêu mỏi mỏi luôn. Giờ tự nhiên tình nghĩa thầy trò bạc bẽo nhanh chóng quá. Đúng sớm đến rồi vội đi mà. Tự nhiên hốt cái thun quần à. Tét luôn cái ống quần à. Cuộc đời như cái quần à. Ước gì tao được như mày đỡ. Ốc, mày đâu rồi heo ơi? Ốc, heo ơi heo, mày đâu rồi? Mày ra đi heo ơi, heo. Ốc, trời ơi, thở đời nay tôi chưa thấy ai kiếm con heo mà kêu con heo. Con heo nó đứng lên, dạ tôi đây nè bà chủ. Chắc bà ngại ngửa bà chết quá. Kiếm con heo mà mày đâu rồi heo? Tôi tìm con heo của tôi mới mua được có mấy bữa à. Tôi mua về thuốc bán, mà mới đi chợ về á, nó đi đâu mất tiêu rồi. Mấy con? Có một con à. Con màu đen phải không? Đen như tôi nữa. Tôi ghét gì vậy trời. Cái ông này à, không có, thấy có cái con à, đập cho nó chạy để nó cắn cô. Kiếm heo hả? Đúng rồi à. Tìm con heo phô. Con heo bé bé xinh xinh phô. Đúng rồi, nó nhỏ như vậy à. Tôi mới mua về nó, nó màu trắng trắng hồng hồng phô. Ờ à, đúng rồi, bốn chân. Con heo có bốn cái chân phô. Cái mũi dài dài, cái tai bự bự phô. Có hai con mắt. Ờ à, ngu. Con heo nào cũng giống con heo nào. Nè, thí dụ giờ tôi kiếm được con heo cho cô á, cô thưởng gì tôi dạ? Bộ ông là phù thủy hay gì mà ông biết nó đâu mà ông tìm cho tôi? Trời, tôi thấy ghét. Phù thủy là dành cho những cái ngữ mà xấu tính á. Tôi đừng có giúp cô mà kêu người ta phù thủy. Gặp đứa khác người ta quấn phù mở đó. Tôi giống như là bụt, giống như là tiên, hiện ra giúp cô kiếm con heo ột ét. Tôi nói cho cô nghe nè, tôi nói có quá đâu. Tôi làm gì né dữ trời. Tôi là tôi có một cái biệt tài. Biệt tài của tôi là tôi có thể hít. Biệt tài của tôi là tôi có thể hửi. Biệt tài của tôi là tôi có thể hung. Tôi giả vô cái mặt cái bây giờ. Đâu có, tôi nói biệt tài của tôi vậy thôi chứ tôi đâu có hung thiệt đâu. Nên là con heo đó heo. Tôi có thể hít. Và tôi tìm ra được con heo cho cô đó. Mà thí dụ giờ tôi tìm được con heo cho cô đó, cô thưởng gì cho tôi không? Ê, ông nói thiệt nha. Trời, tôi mà nói xạo á, cho tôi ra kia đập đinh luôn. Nếu như mà ông tìm được con heo cho tôi á, ừ, vậy thì ông có biệt tài mà đúng không? Đúng. Vậy thì tôi sẽ thưởng cho ông một hung. Tôi giả vô mặt ông bây giờ. Chứ thưởng gì? Nói thổi thưởng gì cũng được. Quan trọng là có một lời hứa là được rồi. Được, vậy tôi hứa là tôi sẽ giúp cô tìm con heo cho cô. Nghe. Rồi thưởng cho tôi cái gì cũng được nha. Để tôi. Mùi phân heo nặng quá. Ở đây gần cái chuồng nhà tôi mà không hơi heo sao được. Vậy kế bên phân heo sẽ có con heo. Đi theo tôi. Thôi quá. Đi lên đây. Gì vậy? Đi vậy không ai, không biết ai hết ai đâu. Mệt quá. Heo ơi heo. Nó kìa. Tao bắt được mày rồi.
mộng hay quá vậy. Dạ nha. Tôi đã nói, tôi đã hành xử là chạy đâu. Bắt lại mày. Ra tạm nha. Con nghe tôi. Theo tôi mà. Ông bảo đâu vậy? Mậu thân ơi, mậu thân ơi. Mậu thân về. Mậu thân có mua gì về cho con không? Có. Mua cho con một cái bánh nè. Dạ. Rồi, con đem hai cái này, con cất vô trong cặp gạo. Dạ. Để nghĩa phụ về ăn nha. Dạ. Nhà mình nay lạ quá. Rồi sao về đây? Tôi tưởng đâu về nhà tay bắt mặt mừng nhào ôm mừng tôi. Hỏi một câu thiệt mà vô tâm ghê luôn á. Tôi học được nghề rồi. Gì? Ông học mới có một ngày mà ông học xong nghề ông đi về luôn rồi hả? Vậy mới là học nghề chứ. Nè. Rồi cái gì đây? Không những làm được mà còn được tặng đồ nữa nè. Nè. Trời. Cái này là đồ của cô dưới xóm trên cho đó. Con nhỏ ở dưới xóm trên là sao? Là nó ở dưới cuối cùng của xóm trên á. Hiểu không? Mà ông làm gì nó cho quà ông? Thì tôi mới học cái nghề hết á. Xong rồi tôi tìm heo thất lạc của cổ á. Xong cái cổ nể tôi á. Xong cái cho đồ nè. Ghê không? Cái gì? Có nghề hít nữa hả? Trời ơi. Cái đó là nghề đặc biệt của tôi. Bà kêu nghề hít. Sao bà nghi ngờ tôi vậy? Hít là sao? Là... là hồi xưa giờ đó tôi nói bà nghe là tôi có một cái đặc biệt là cái mũi của tôi á là có một cái sự đặc biệt trong cái lỗ mũi của tôi. Từ ban cho tôi một cái khu giác rất là tốt. Tôi hít ở đâu là nghe đó. Ở chỗ nào hít cũng được, ở xa bao nhiêu hít cũng được, to bao nhiêu hít cũng được, nhỏ bao nhiêu hít cũng được. Nói chung là xưa giờ chưa có ai khai mũi cho tôi hết á. Cho nên tôi không có hít được. Bữa nay ra tự nhiên gặp đúng người, đúng lúc khai nhãn cho tôi hít được luôn. Vậy luôn á hả? Ừ. Hít được luôn á hả? Đúng. Vậy đâu bây giờ ông thử hít coi, hồi nãy tôi mua đồ cho ông đó. Ông hít thử coi cái đó là cái gì vậy, tôi cất ở đâu. Thách thức tôi ta. Trời, cái mặt có vẻ không tin tôi ta. Thì cứ hít thử đi. Thử liền. Bà chưa tắm đâu nghe không? Ê. Nè, cắt cái bánh ú ở trong thập gạo cho tôi đúng không? Trời ơi là trời, sao hay vậy? Trời ơi, vậy là ông hít được thiệt luôn hả? Trời ơi, đúng quá trời luôn, trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, giỏi quá, mừng quá, mừng quá. Giỏi. Thôi trời ơi, bà nhẹ tay giùm tôi chút được không? Quýnh như trần gian luôn à. Trời ơi, tôi mừng quá, thiệt sự là tôi không ngờ luôn. Sao mà ông giỏi quá vậy trời? Không có gì, thôi, hôn tôi cái. Đi tắm đi. Vui quá. Mình tắm chung. Ta có nghe nói tài hít của anh rất giỏi. Vừa rồi nhà vua mới bị mất con rùa vàng, nên sai tài đến tìm anh để hít. Lần này là mình vô hang cọp rồi. Hít ông ra. Nếu hít ông ra con rùa vàng của vua, thế nào cũng chép đầu mình cho coi. Không được, mình phải tìm cách trốn thoát mới được. Chứ giờ tới triều đình mà không làm được việc, chắc chết thê thảm hơn. Chuyện gì? Cái gì vậy? Bị cái gì? Tự nhiên đau bụng quá. Có chuyện gì vậy? Đau quá bụng quá. Cho tôi vô cái lồng này. Đau vậy? Đau bụng quá. Tự nhiên không biết ăn trúng cái giống gì đau bụng quá. Cho tôi vô đỡ cái lụm này được không? Không được. Nếu mà như vậy đó thì sẽ trễ giờ dạy triều. Vô trách phạt thì làm sao? Chứ không lẽ giờ tôi làm bậy ở đây hả? À thôi mấy chồng đi. Đi lẹ lên nha. Đá tạ. Sao ổng đi lâu vậy? Có khi nào ổng trốn luôn không? Mày điên quá.
Ở đây toàn là đắng độc không à. Với lại lâu lâu có hổ beo nữa. Ổng mà bỏ trốn á, ổng cầm chắc cái chết. À. Thầy Hít ơi. Làm gì lâu vậy? Đau bụng quá. Lẹ đi. Tự nhiên không biết ăn trúng cái giống gì đau bụng quá. Lẹ đi, trễ giờ rồi. Muốn chết hả? Làm gì muốn chết? Xin xuống gặp Long Dương nói chuyện chút xíu. Kéo tôi lên làm gì? Ủa, ông gặp được Diêm Dương thiệt hả? Diêm Dương là ông gặp ấy. Tôi gặp Long Dương. Nhưng mà ông không lẽ ông gặp được Long Dương thiệt hả? Mới có chút xíu vậy mà gặp được hả? Chứ làm sao? Trời ơi, bản thân mà. Cú này bụng làm thì giả chịu thôi. Ông nói gì? Tôi nói bụng làm giả chịu. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, xin thầy tha cho con. Cái vụ này á là thằng bụng nó làm thì bắt thằng bụng nó chịu, chứ sao bắt giả chịu. Như vậy thì quan cho con quá thầy. Thầy ơi, thầy tha cho tụi con đi thầy. Khoan. Tên gì? Dạ con tên Bụng. Tên gì? Dạ con tên Dạ. Giả đò chơi thôi. Chứ giờ mới chịu thành thật hả? Tôi giỡn cái hai ông á. Tôi xuống tôi gặp Long Dương đây nè. Ông nói tôi biết hết sự thật. Mà tôi giả đò tôi lên đây tôi làm nai tơ coi ai ông. Thật giả với tôi làm sao thôi. Dạ dạ. Giờ làm sao câu chuyện nó ra làm sao nói tôi nghe coi có đúng như Long Dương nói với tôi không. Thì do thằng bụng nó lấy á thầy. Không có đâu thầy. Còn lấy á là do thằng giả nó xúi con đó thầy. Tại mày á. Tại mày xúi tao đó. Tại mày chứ ai. Mày xúi đó. Thôi. Hai thằng. Dạ. Thằng bụng cũng như thằng dạ thôi. Khỏi đổ qua đổ lại. Tôi biết hết trơn rồi. Chuyện này không ai cứu được hai ông rồi. Chuẩn bị đi nha. Nói ở nhà chuẩn bị nhang đèn. Thầy ơi, cứu con thầy ơi. Cứu con với thầy ơi. Thầy cứu tụi con với thầy ơi. Chết, không ai cứu được hai ông đâu. Khỏi gian thân. Được gì? Chết tụi con thầy ơi. Bây giờ muốn sống không? Dạ. Dễ lắm. Tôi nói một tiếng là được. Bây giờ quan trọng là hai ông đó. Dạ. Là phải thiệt lòng thiệt dạ kể tôi nghe. Tôi mới tính được cái cách để cứu hai ông. Dạ con dạ. Thiệt lòng mà thầy. Rồi bây giờ cái chuyện đó sao nói tôi nghe thử coi có giống Long Dương nói không. Thiệt dạ. Lòng kìa mày nói đi. Dạ con rùa vàng của vua là do thằng bụng lấy đó thầy. Phải vậy không? Dạ. Con gạt. Dạ dạ. Ai đinh. Dạ dạ dạ. Tha cho con, thầy, con thầy. Chắc dạ. Thầy cứu con thầy ơi. Trời đất ơi. Cái này tội chết có thể tha. Nhưng tội sống là khó lường nè. Thầy ơi. Thầy cứu đứa con. Để thầy ơi. Để tôi tính coi. Được rồi. Tôi sẽ cứu hai ông. Nhưng dạ. Sao thầy? Không được hé răng nửa lời nghe chưa. Dạ dạ. Con biết rồi thầy. Nói chung tôi biết hết. Tôi biết hai ông lấy con rùa vàng của nhà vua hết. Dạ. Tôi biết hai ông giấu hết luôn đó. Dạ. Mà giả đò tôi giả đò không biết thôi. Bây giờ nè. Dạ dạ. Giấu đâu kể nghe coi. Mày nói đi. Mày nói cho thầy biết. Dạ. Con rùa vàng á con giấu ở. Thôi. Sao vậy thầy? Tụi bay đuôi hả? Sao vậy thầy? Tao đưa lỗ tai vậy. Tụi bay để quang quang vậy. Ba thằng chết hết. Dạ không biết rồi thầy. Làm lính mà ngu như bò á. Dạ, dạ thầy bỏ qua. Nói nhỏ nhỏ tao nghe được rồi. Nhỏ nhỏ kìa. Tô gan. Dạ, dạ. Tài đinh. Dạ, 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 dạ. Cái chỗ dễ tìm như vậy mà cũng dám giấu được à. Dạ. Khiến tao đi lẹ lên cho để cho người nhà tụi bay tao lại. Dạ, 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 dạ. Trời đất ơi, ngu ghê. Lẹ, 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 đi đi. Lẹ. Ê. Ủa rồi tụi bay khiêng cái giông nào đặng vậy? Ê,
Dạ, xin lỗi thầy. Ăn hại không à? Dạ. Lại. Tao biết như vậy tao không cứu đứa nào hết trơn. Dạ. Hay lắm. Thật là đại tài. Dạ. Chỉ cần hít hít vài cái là tìm ra được con rùa vàng của ta. Dạ. Giỏi lắm. Mà Khanh đã theo lời ta ban thưởng cho người ấy chưa? Dạ, bẩm hoàng thượng ban thưởng rồi à. Còn cho đem kiểu đưa về quê lưu đó hoàng thượng à. Vậy à. Mà còn người ấy nghe ta ban là ban cái chức là trạng hít, người ấy có vui không? Dạ rất là vui à, hoàng thượng anh minh à. Giỏi. Dạ hoàng thượng. Dạ bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Dạ vua nước láng giềng hay tin nước ta có thầy hít đại tài. Thấy chưa? Dạ, thấy dạ. Chưa? Dạ. Nên cho sứ thần qua mời về hít tìm Viên Minh Châu đã bị mất ở trong cung. Vậy à? Dạ. Đó, anh thấy chưa? Tiếng lành đồn xa. Dạ, đúng vậy à. Xung quanh đều biết tiếng rồi đó. Dạ đúng. Nè, hãy cho sứ dạ. thần vào ý kiến ta nghe. Dạ thần tuân chỉ, thần sẽ làm ngay. Ờ, hồi cung. Dạ mời hoàng thượng à. Mình nghe nha, bây giờ gia đình mình, cái gia đình mình không còn là cái gia đình nghèo nhất của cái làng này ha. Lúc đó ai cũng sẽ biết tới gia đình của mình hết. Rồi tôi đi tới đâu người ta cũng kêu là phu nhân của thầy hết, phu nhân của thầy hết. Trời ơi, nghĩ thôi là đã sướng rồi. Rồi ha, một ngày nào đó, trời ơi, sứ thần của nước láng giềng ha sang đây rồi mời mình qua đó. Trời ơi, hãnh diện gì đâu, quá sức là hãnh diện. Mình. Nè, mắc gì vậy? Người ta đang vui mà tự nhiên cái mặt buồn hiu vậy? Nè, có chuyện gì? Tôi rối gặp bà nhoi nhoi không à? Rối gì? Tôi lo quá đây nè. Lo gì? Biết rồi. Vậy là mình lo cái ngày mà mình đi đó, cây không có tôi bên mình đó. Xong cây mình nhớ tôi đúng không? À, mình nhớ con nữa đúng không? Trời, không có gì đâu. Tôi với con ở nhà đợi mình về. Tôi cũng nghĩ mấy chuyện đó bà ơi. À, mình không nghĩ tới tôi với con vậy, mình nghĩ tới ai hả? Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa chứ cái gì vậy? Tôi đang lo là cái trọng trách tôi gánh không có nặng đây nè. Ôi tụi, cái chuyện gì? Trời ơi, mình là thầy hết đại tài, mắc cái gì mà gánh không nặng? Mình lo xa quá trời hả? Đại tài cái gì mà đại tài? Tôi nào giờ? Tôi thiệt với bà, trời lần này đi không có đường nhiều quá. Ủa là sao? Tự nhiên nói gì vậy? Sợ à? Vậy là sợ mình tài quá xong rồi cái vua nước láng giềng giữ mình bệnh luôn đúng không? Không phải, tôi sợ tôi đáp ứng không được cái nhu cầu của người ta, cái bỏ mạng quá. Sao đáp ứng không được? Trời, mình tài mà, mình là thầy hết đại tài mà. Mình nói gì á? Tôi nói thiệt với bà luôn nè. Tôi á là
nào giờ tôi không có tài gì hết trơn á. Chẳng qua là tôi sống liều gặp lành thôi, là hên đó, chứ tôi không có tài hết. Ủa là sao? Từ mấy cái chuyện mà con heo, con rùa vàng gì đó là... Trời, quay qua đây kể đầu đuôi câu chuyện tôi nghe coi. Chuyện là vậy nè. Đó, chuyện vậy đó. Trời ơi, chết rồi, chuyện này sao? Chuyện này chết thiệt rồi, biết không hả? Ông phải biết một điều á, là nếu như ông lừa dân thì ông còn sống được nha. Ông mà lừa tới vua là ông và cả tôi cũng yên cho vừa bụng ông. Tôi đang sợ cái chuyện đó mà bây giờ bà làm thiệt á, muốn chết luôn. Tôi cũng không biết làm sao đây nè, rối thêm nữa nè. Bà ơi, bây giờ bà ở ngoài á, bà bình tĩnh, bà suy nghĩ tôi một cách coi, suy nghĩ cách cứu tôi. Đi suy nghĩ giùm mình. Chết luôn đi, cứu làm gì nữa. Bà ơi, Tình nghĩ vợ chồng 20 mấy năm rồi, bà thương Tình, bà suy nghĩ cách cứu tôi đi bà. Bà giúp tôi đi bà. Ôi, đi giúp trời cho ơi, đi. Ông nói hoài đau đầu quá, để suy nghĩ từ từ coi. Ê, được rồi, có cách rồi. Cách gì hả? Bây giờ chỉ cần làm cho cái lỗ mũi của ông mất linh nghiệm là được. Mất linh nghiệm? Ừ. Là làm sao? Là làm như vậy nè. Khỏi hết, khỏi hết. Dạ. Dạ quan thấy rồi đó quan. Trời ơi, giờ cái mũi chồng con á thở được là may rồi, chứ nói gì tới hết chứ ngửi hả quan? Dạ thở cũng khó lắm quan, đau lắm. Dạ. Mà tại sao hắn ta lại bị nặng như vậy? Tại xui á quan, xui rủi sao á, rồi tự nhiên con ông nó bay, nó đáp vô, nó chích cho một cái rồi vậy đó quan. Tôi con khổ dạ. lắm. Dạ. Dạ. Thôi, mọi chuyện đã lỡ rồi, ta sẽ về báo lại với nhà vua. Dạ, con thôi. Cảm ơn quan. Dạ. Con các ngôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Dạ. Đây đi đây. Dạ. Dạ. Dạ, 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 con chào dạ, Quang, con kính Quang. Thiện Quang, Quang đi mạnh dạ. Giỏi nha. Dạ, thấy chưa, mình thấy hay tôi quá, chưa? Hay quá vợ ơi, mừng hay quá mình ơi. Công nhận chỉ có như vậy đúng thôi, rồi. Mới có thể lừa được ông. Hay cho hai vợ chồng nhà ngươi. Hai người định qua mặt bổn quan hay sao? Dạ, không có. Bước ra đây. Dạ. Bà bảo, bước ra đây. Dạ. Ông đi đi. Con đây Quang. Ngươi đừng có giả vờ qua mặt ta. Cái mũi của ngươi á là do hai vợ chồng ngươi cố tình phá hoại nó thôi, không thể nào như vậy được. Trời, không có đâu, không có đâu Quang. Tụi con đâu dám qua mặt Quang đâu. Dạ. Tụi con không dám qua mặt đâu Quang ơi. Đau thiệt Quang ơi. Có phải ngươi làm không? Dạ con. Đúng không? Dạ đúng. Không có. Ta hiểu rồi. Vì ngươi sợ xa vợ quá lâu, với lại cái mũi của ngươi cũng hư rồi. Dạ. Nên ta tha tội chết cho ngươi. Trời ơi, con đòi ông Quang, dạ đòi ông Quang, vui quá mình ơi. Nhưng mà tội sống khó tha. Lĩnh đâu? Dạ, đánh mọi đứa 50 heo cho ta. Dạ. Quang ơi, đừng mà. Tại mình đó. Đúng rồi. Bụng làm thì giả chịu mà.